hàng ở đây hầu như đều đã thanh toán đến 98% giá trị căn hộ. Mà bây giờ dự án không có gì, bây giờ công ty lại yêu cầu chia sẻ, và bây giờ ngay tại thời điểm này mình lại cố tình mình lấy công ty trung gian đó ra làm cái bàn đỡ để mình né hết trách nhiệm của mình với những khách hàng ở đây. Như vậy là không đúng. Mình phải nhìn nhận một thực tế rằng tại thời điểm 2022 mình không được quyền huy động vốn thì chắc chắn là không được rồi, và không được quyền đưa ra bất cứ cái nào để là xác định là tôi có cái sản phẩm như vậy để thu đặt cọc của khách. Tại vì không có cơ quan nào tại thời điểm đó, đã hết hiệu lực rồi là không có cơ quan nào chứng nhận cho mình được có cái sản phẩm đó. Đã không có thì làm sao mà bán, đặt cọc gì cổ. Tôi đâu thể lấy một cái sản phẩm, một cái tài sản của ông A mà tôi đi không có cái gì hết, đảm bảo là ông đó sẽ cho tôi, mà tôi lại đi bán cho bà B để nói rằng là tôi sẽ chắc chắn là trong cái lai tôi đặt cọc tôi bán cho bà B được, đâu có quyền. Thì rõ ràng mình quay lại vấn đề là tất cả những hợp đồng đặt cọc công ty là bên là đứng sau và hợp pháp hóa bằng cái hợp đồng là hợp đồng môi giới, thì công ty cũng phải có trách nhiệm. Bây giờ toàn bộ những cái đó tại thời điểm đó là không có hiệu lực, vô hiệu, thì mình giải quyết theo kiểu vô hiệu. Chứ bây giờ không thể là công ty rõ ràng khách hàng ở đây hầu như đều đã thanh toán đến 98% giá trị căn hộ, mà bây giờ dự án không có gì. Bây giờ công ty lại yêu cầu chia sẻ. Anh nói đúng là luật kinh doanh bất động sản mới có quy định về mức đặt cọc 5%, nhưng mà từ quy định cũ luôn rồi là cho đến khi anh bàn giao, anh không được thu trước khi ra sổ, là anh không được thu đến 95%. Đằng này một cái dự án không có gì hết mà anh thu đến 98%, thì anh thì là sai là từ đầu luôn đó, chứ không có được cái 5% nữa. 5% là con số quá nhỏ, mọi người ở đây không cần đề cập nữa, nhưng mà luật cũ đã quy định rồi. Cho dù anh huy động vốn theo đúng luật thì cái mốc đầu tiên là anh được thu là bao nhiêu, và sau đó anh thu được tối đa là bao nhiêu, rồi trước khi mà anh được cấp giấy chứng nhận anh được thu bao nhiêu, thì hiện nay bây giờ không có gì hết nhưng mà anh được thu đến 98%, gần như là 100% giá trị căn hộ, thì là sai từ đầu rồi, đừng có nói luật cũ luật mới gì ở đây hết. Nói chung là cuộc họp ngày hôm nay đi thẳng vào vấn đề giải quyết luôn. Bây giờ tôi xin ý kiến thế này này, tôi xin ý kiến bà.